Vâng, ô tô do anh rất vui khi gặp lại tất cả các cô chú cùng các anh chị. Chúc cho cả nhà mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn tràn đầy hạnh phúc nhé. Trước sự màn hình của mình, cô chú và anh chị có thấy đây là một chiếc xe màu trắng. Bản số đang đeo là 93A10670. Em cũng xin giới thiệu đây là một chiếc đó là Bias Sinner. Xe này sản xuất đời 2002 với dung tích xi lanh là máy là 1.3. Xe này ăn uống xăng là 6 lít trên 100 cây số nha anh chị nhé. Chiếc xe này thì tất cả dàn điện về hệ thống của nó là còn zin, từ bộ não cho tới tất cả dàn điện của nó là còn zin nhé, chứ nó không có bị thay chế hòa khí nha anh chị nha. Xe này là còn zin nguyên bản nhé, não vẫn còn zin nhé. Thì xe được trang bị một cặp la giăng đúc theo xe thì nhìn cũng rất là đẹp và bắt mắt. Chiếc xe này thì mang một lớp màu trắng nha anh chị, bọc được ở ngoài một chiếc áo màu trắng lên một bộ tem rất là ok. Thì chiếc xe này hiện tại là đang hết đăng kiểm hồi tháng 11 năm 2019. Thì chuyện mà đăng kiểm thì anh chị và cô chú cứ an tâm, bên em bán cho anh chị với giá thành là 75 triệu em bao đăng kiểm mới nhé. Xe này thì bên em sang tên ủy quyền cho anh chị và cô chú được nhé. Và cũng như mọi hình thức em sẽ sơ lược sơn về dàn đồng gầm sơn nội thất của chiếc xe này. Thì điều đầu tiên em muốn giới thiệu sơ qua là về nước sơn của chiếc Bias Sinner đến từ thương hiệu Ý. Thì nước sơn bề ngoài của chiếc xe này thì cũng còn rất là mới. Xe này thì cũng mới vừa được dập tút lại và cũng được đánh bát nha anh chị nha. Cũng là một nước bát sơ qua rồi. Nước sơn bề ngoài của chiếc xe này thì cũng ok nha anh chị nha. Lấy về là việc chạy thôi chứ cũng chẳng phải sơn dặm gì hết. Tại cái này em đậu ở ngoài trời á, nó hơi bị bụi. Cái này chỉ có việc rửa ra một cái là ok nha anh chị nha. Đó, bộ đèn. Bộ đèn trước này thì được lên là gọi là gắn bi xenon luôn nha anh chị nha. Chiếc xe này lên được bộ bi xenon. Xenon thì đi ban đêm rất là sáng. Và bây giờ em sẽ tiến hành đi sâu vào bên trong nội thất của chiếc Bias Sinner này cho anh chị xem. Thì điều đầu tiên em cũng giới thiệu sơ qua đi là keo chỉ của cánh cửa. Xe thì vẫn còn rất là ok nè anh chị. Xung chỉ của cửa là còn nguyên nha anh chị nha. Đó, nách cửa anh kia. Tắp bi thì cửa thì bên tụi em đã bọc lại và lên một hệ thống là 5D. Đó, rất là đẹp anh chị thân, rất là mới. Bộ ghế da này cũng mới vừa được bọc luôn nha anh chị nha. Ghế da này mới bọc mới lại hoàn toàn mới 100% luôn nhé. Nó có một cái chải tắp lô cũng lên 5D. Và trên này cũng có trần cũng được bọc 5D luôn nha anh chị. Này bọc mới toàn bộ. Nội thất của chiếc xe này thì anh chị lấy về là không phải dọn gì hết nha. Tại vì bên em mới vừa dọn xong chiếc xe này thì nội thất em đã làm lại hết cho anh chị rồi. Anh chị và cô chú lấy về là chỉ việc chạy thôi. Đây là kèo cột trụ A và trụ B. Thì nói chung là bên em bán xe làm sao thì em tả như vậy. Xe này là bao anh chị là không bị cứng đục, không thủy kích nhé. Còn va quẹt ví dụ như những cái chỗ lặt vặt đầu đít thì cái đó điều đương nhiên thôi anh chị. Xe cũ thì bắt buộc là phải không tránh khỏi những cái điều thiếu sót đó. Còn quan trọng là nó va quẹt nhẹ hay là nó va quẹt nặng thôi. Thì cửa kiết nè anh chị nè. Đùng chỉ nè. Nó keo chỉ vào cánh cửa. Đó, dàn ghế này dưới cái lót thảm sàn này á, anh chị nào lấy thì em sẽ cắt cho một lót thảm chạy thảm sàn mới là nó sẽ che đi cái lớp nỉ. Cái lớp nỉ sàn này nó rất là dơ anh chị, mình phải có một cái mình chải cho nó bít luôn thì nó mới sạch sẽ và nó đẹp được. Thì chiếc xe này thì bước vào thì trong không gian ở trong thì nó tới 3 cái màn hình nha anh chị nha. Đây đằng sau có 2 cái màn hình.
Đó, một cái màn hình bên ghế này phụ để cho mấy đứa em nhỏ coi hoạt hình khi mình nhận đi chuyến những đường xa dài. Ở đằng trước thì cũng có thêm một cái màn hình nữa nha anh chị nha. Xe này hỗ trợ tới 3 cái màn hình. Tất cả các cửa của xe này là đều là hệ thống chỉnh điện hết nha anh chị nha. Nội thất bên trong thì anh chị và cô chú cứ an tâm, xe thì rất là sạch sẽ, tại vì bên em mới vừa dọn lại. Bây giờ em sẽ đi lược sơ cái dàn gầm bên này đi, rồi em tiến hành em đi qua bên kia cho anh chị cùng tham khảo luôn nhé. Tại vì nó công chạy tới chạy qua chạy lại anh chị. Đây là dàn gầm bên phụ anh chị. Thì trước sự camera màn hình này, anh chị và cô chú quan sát dàn gầm của chiếc Biasina sản xuất đời 2002 với dung tích xi lanh là 1.3 nha anh chị nhé. Xe này được một cái chạy cực kỳ lợi xăng và không hao xăng. Xe này nó có hai phiên bản, một phiên bản 1.6 nữa nha anh chị. 1.3 thì mình chạy nó đỡ hao xăng hơn. Thì trước sự camera màn hình anh chị và cô chú quan sát dàn gầm bệ nó như thế nào ạ? Nói chung đối với cá nhân em thì chiếc dàn gầm này thì nó vẫn còn rất là ok nha anh chị. Đó, đây là gầm một bên. Vỏ lớp của chiếc xe này thì cũng còn được 6-70% nha anh chị. Đó, vỏ lớp cũng còn được 6-70%. Bây giờ em sẽ tiến hành đi sâu vào bên cửa tài cho anh chị cùng tham khảo luôn ha. Thì đây, sùng chỉ bên cửa tài, những nút đinh tán của nhà sản xuất là vẫn còn ok nè. Vẫn còn theo, là không có dấu hiệu bị cứng đụng nha anh chị nha. Thường bị cứng đụng mà những cái này nó sẽ mất hết. Và dù có làm lại đi nữa thì nó cũng không có được đẹp như đinh theo nhà sản xuất. Đó, 4 cái tắp bi tắp lô 5D nhìn quá đẹp luôn anh chị ạ. Đây là cửa tài, đây là cái cửa chính, cửa được sử dụng nhiều nhất. Đó, keo chỉ nè anh chị nè. À, keo chỉ nè, còn ok hết nha. Rất là nét, rất là đẹp. Đó, tắp bi. Tắp bi cửa. Xe này thì trang bị 4 kính chỉnh điện. Vô lăng. Thì chiếc xe này em bước vào bên trong nội thất cho anh chị và tất cả các cô chú cùng tham khảo. Thì nội thất ở bên trong chiếc xe này thì em mới vừa dọn lại thì em không nói rồi. Nó rất là đẹp, rất là sạch. Đó, máy để cũng hơn cả tuần lễ rồi, nhưng đề một cái là nổ luôn anh chị. Xe này thì máy lạnh, máy lít đồ thì còn rất là ok, rất là mát. Đèn đón, đèn còi ok. Thì xe cũng đơn giản một mạc, trang bị mỗi một cái đầu đĩa nghe nhạc để mình giải giá trí thôi. Còn đồng hồ công tơ mét của xe này còn hoạt động bình thường. Đèn còi, xi nhan cũng hoạt động bình thường, gạt nước cũng ok nha anh chị nha. Gạt nước vẫn hoạt động bình thường, bơm nước còn ok hết. Bốn kính chỉnh điện thì vẫn hoạt động là ok hết, lên xuống rất là nhạy. Bốn kính chỉnh điện hoạt động lên xuống rất là nhạy. Bốn kính này thì được trang bị một lớp phin cách nhiệt rồi chống nóng rồi nha anh chị nha. Bốn kính đều có hết. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành đi sâu vào cái khoang máy cùng cho tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn trẻ tham khảo về cái khoang máy của chiếc Biasina này. Nó như thế nào? Em quên giật cái nắp capo. Đây dàn hệ thống điện của nó nè anh chị nè. Nó zin nguyên bản còn hết luôn chị thơ. Nó hệ thống điện nè. Điện zin nguyên bản còn hết. Những chiếc xe này mà mình lấy mà hệ thống điện nó lỗi là phải xuống chế hòa khí là cực kỳ nó vực mình. Và nó chạy nó không được như ý mình đâu nha anh chị nha. Còn xe này em bán thì em... Xe này em bán thì em nhấn mạnh là chiếc xe này là não xin, hệ thống điện còn. Thì đây là chiếc đầu tiên em muốn giới thiệu cho anh chị và xem chiếc đầu nắp capo. Đó là keo chỉ của chiếc capo của nắp Biasina.
có từ dàn trụ A, trụ E, cột kèo, dàn viết rồi là còn ok hết nha anh chị nhé. Đó, kèo chỉ của nắp cabo là còn liền hết. Và đây là hộp demo, đây là bộ não của chiếc Bias, não zin còn. Xe Bias thì quan trọng nhất là cái bộ này nha anh chị nha, nếu mà bộ này đã mất rồi thì không bao giờ xài được phun xăng điện tử, và bắt buộc mình phải xuống chế hòa khí. Mà khi xuống chế hòa khí thì có những chiếc xe trên thị trường bán chỉ có 35-40 triệu thôi nha anh chị nha. Quan trọng xe Bias anh chị mua phải nhớ tới cái bộ não này, nó rất là quan trọng. Bình bọc của chiếc xe này thì vẫn còn mới ten, bình thì còn rất ok. Máy móc anh chị thấy nè, máy móc sạch sẽ khô ráo. Hệ thống 4m phun xăng điện tử, dung tích xi lanh 1.3, đặc biệt chạy cực kỳ siêu tiết kiệm xăng. Đó, khoang máy anh chị thấy không, rất là sạch sẽ và khô ráo. Máy nổ rất là êm nha anh chị nha, nổ thì thầm. Máy nổ không rung không giật luôn. Đó, thì xe thì nó chỉ có tình trạng thì em xứ sự camera miêu tả thì nó tình trạng nó chỉ có vậy. Và bây giờ em sẽ tiến hành quay lại cái dàn gầm ở bên tài cho anh chị và cô bác cùng tham khảo luôn. Đây là dàn gầm bên tài nè anh chị nè. Đó, thì với một chiếc Bias Sinner dàn gầm còn rất là ok nha anh chị nhé. Thì chiếc xe này em xin nhắc lại, đó là Bias Sinner sản xuất năm 2002, với dung tích xi lanh là máy là 1.3, xe này là phun xăng điện tử. Và đặc biệt của chiếc xe này là bộ tất cả dàn não của chiếc xe này là đang hoạt động bình thường và còn zin, không bị lỗi lầm. Thì bên em bán với giá thành cho anh chị và cô chú đó là 75 triệu bao cho anh chị cô chú một khóa đăng kiểm mới nhé. Xe thì sang tên ủy quyền ok. Xe thì trang bị một cặp xenon rất là sáng. Thì anh chị và cô chú và các bạn trẻ nào thích sở hữu chiếc xe Bias Sinner này thì xin vui lòng điện thoại cho em theo số điện thoại đó là 0983 029 131, hoặc 0935500001, hoặc trực tiếp xem xe tại thành phố Bảo Lộc, phường 1 nha anh chị nhé. Và bên em cũng có dịch vụ là giao xe 64 tỉnh thành trên toàn quốc, trong vòng bán kính 100 cây số thì bên em sẽ hỗ trợ chi phí là miễn phí về tới nhà cho tất cả các cô chú và anh chị. Còn ngoài 100 cây số thì anh chị và cô chú xin vui lòng hỗ trợ cho lại ngược lại cho em thêm một ít chi phí để em áp tải xe về cho tận nhà. Và anh chị và cô chú cũng đừng quên hãy nhấn nút đăng ký và bấm chuông ngay chỗ góc tay phải màn hình của mình. Khi và anh chị và cô chú bấm nút đăng ký và nhấn chuông thì khi bên em đăng một cái clip nào đó thì bên điện thoại của anh chị sẽ được thông báo và cập nhật những mẫu xe mới nhất ở bên ô tô Doanh Mobile nhé. Vâng, cũng không biết nói gì hơn hết. Cũng cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị trong suốt thời gian qua đã ủng hộ bên ô tô Doanh Mobile. Và cũng đồng thông qua gửi cho đại gia đình mình một lời chào trân trọng và thân thương nhất. Chúc cho cả nhà mình có sức khỏe. Thì mình có sức khỏe là mình sẽ có tất cả nha anh chị nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.